cao điểm có ra tới Bà Kè đó. Chào Thạch Đô nha. Muốn ra được tới đây là cũng trời gian. Muốn ra được tới Bà Kè này cũng mệt lắm luôn á, quá trời kẹt xe luôn à. Hello Văn Trương Võ nha. Tim nè. Hôm nay có đi xôn anh Hậu ơi. Phải tài tài xế. Tài xế gì em? Không. Mấy đứa em ở trong chị đang like. Nó hỏi hả tài xế gì đó không biết nữa. À anh mới đi mới về luôn hả? Em cũng mới vừa ở bên quận 8 đi qua giờ qua bên Tân Bình nè. Đuối. Kẹt xe nãy giờ mới đi ra được. Tài xế Duy hả? Không phải em. Đây là tài xế taxi chứ không phải là tài xế gì. Tự nhiên sao hỏi vậy. Cảm ơn anh Hậu nha. Hang đẹp mà anh Hậu đâu có kêu show đâu. Đầu tuần nên chạy xô. Anh Hậu chờ em ghi xô anh Hậu hả? Em phải màu xô đâu, khi nào ai cần em mới hú được. Cảm ơn Văn Thương Võ nha. Chào Tiên Trương. Mấy bữa nay Hân không có like hát cho mọi người nghe. Lo đi làm quá mà. Gò Công, em ở Gò Công hả? Ok, nếu có dịp chị sẽ hú. Tới chưa? Tới Phạm Nhân Hai chưa? Chưa luôn hả? À 6 phút nữa. Cái nhà mình chắc còn đi làm quá, chưa về quá. Giờ này mới 4 giờ mấy, 5 giờ. Ok em. Chào Thân Minh nha. Đàn sĩ của em là ca sĩ, nó khác. Đàn sĩ đâu có phân biệt đẹp hay xấu đâu, anh cũng dễ thương mà. Ê chết cha, anh Cảnh ơi, tối về đi, có gì tối về đi em nếu kịp em chạy qua nha. Em quên tại em đang đi hát mà. Trời, anh nhắc em mới nhớ đó, sorry, quên đi quẩn lấy tiền chứ dễ gì.
Hay là ký giùm em luôn rồi đưa tiền, chuyển tiền cho em đi. À em hống chị xuống Gò Công hả? Gò Công là Tiền Giang. À Gò Công là gì? Tiền Giang, Hậu Giang chị quên rồi. Chị cũng xuống rồi đó, nhưng mà hồi trước thì chắc chị nghĩ là chị em mình không có biết nhau. Cảm ơn anh Hậu. Bữa nào đi show anh em gặp nữa nha. Bữa nào có show hú em. Em có show em sẽ hú anh. Ai muốn giọng cổ em sẽ hú anh nhé. Ok anh Cảnh nha. Tối nếu mà xong rồi em chạy qua, còn không thì để ngày mai trống thời gian. À Tiền, ủa cũng quên con Tiền Giang, đúng rồi. Hồi trước chị có hát cho chương trình Tiền Giang, chương trình lớn đó, đó nguyên cái hội chợ lớn. Em hú anh hả? Hú đi nhậu ha. Show thì không có hứa. Nhậu nhiều không? Ủa em quẹo đây hả, chứ phải không quẹo Phạm Thiên Hai hả? À đi đường tắt hả? Kẹt xe quá trời luôn á, giờ cao điểm mà. Hả? Chị nhậu nữa hả? À Duy Thế Trương đúng hả, em đang đi show. Chị cũng biết nhậu ít ít chứ, nghệ sĩ mà phải biết nhậu. Mà không nhậu nhiều rồi được rồi. Trời ơi trời, anh lòng quá nó quá hả? Anh phải đổi ngược lại. Em đâu ra mà nhiều xô dữ vậy? Cũng sống được hả? Anh được ba lon đó nha. Sợ nhậu mạnh lắm hả? Ba lon là chắc đô cũng bằng. Nhậu mạnh đâu Duy Thái Trương, nhậu cũng vừa vừa à. Ai còn tỉnh thì mình không bao giờ xỉn. Hơn gần đến điểm hát rồi. Tôi bị kẹt xe, bạn vui lòng đợi tôi chút nhé. Gáp giờ này nhắn tin lại, tôi đang bị kẹt xe, bạn vui lòng đợi. Bởi vậy hả? Trời đất ơi. À là đã bút rồi luôn hả? Đúng rồi, gần đây là bút rồi ha. Thả khách là cái mình bút rồi lấy nữa. Đúng rồi, uống nhiều sao mệt. Tối nay nó mới báo rồi, mới báo là mới uống nhiều hát mệt lắm nên đâu có uống. Mình uống hơi chút thôi. Bữa nay cả nhà của Hân đã mất tiêu hết trơn rồi ta, hay đi làm chưa có về hả? Em siêu anh về đường về nhà anh. Chuyện đã xoay xa, mưa nhạt nhòa, thấm ướt phai em. Thôi nha, Hân ao đây. À, cô vô tới. Nguyễn Thi nha.